Tôi làm bảo vệ ở công trình này, nay là đêm thứ ba rồi. Nói chung là cái công trình này thì theo như một số dân đi qua đây thì người ta bảo là làm cái này thì được thì tốt, môi trường môi trước không ảnh hưởng gì cả, an ninh an nhất thì trong quá trình làm đảm bảo tuyệt đối kỹ thuật và an toàn lao động. Thời gian làm thì là từ 10 giờ đến 6 giờ sáng thôi, sáng là rửa rất sạch sẽ. Dân người ta đi bộ qua đây thì người ta cũng vẫn cứ tạt vào người ta xem.